Chùa Long Sơn, hay còn gọi là Chùa Phật Trắng, tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, dưới chân núi Trại Thủy, thành phố Nha Trang. Trước đây, Chùa Long Sơn được dựng trên núi Trại Thủy vào năm 1886 do Hòa Thượng Thích Ngộ Chí. Theo dòng thiền phái Lâm Tế đời thứ 39, pháp danh là Phổ Chí, trụ trì và đặt tên chùa là Đằng Long Tự. Năm Canh Tý 1900, sau một trận bão lớn, chùa phải dời từ trên núi xuống vị trí hiện nay. Năm 1936, theo di nguyện của Tổ Khai Sơn, chùa được tiến cúng cho Hội An Nam Phật Học Trung Kỳ để làm trụ sở phát triển Phật giáo tại địa phương. Sau nhiều giai đoạn kiện toàn, năm 1981, Hội An Nam Phật Học đổi tên thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Long Sơn vẫn giữ công tác trụ trì là trụ sở của giáo hội tại tỉnh Khánh Hòa. Năm 1940, chùa được trùng tu do công lao chính của hội trưởng Tôn Thất Quyền và Phật tử Võ Đình Thụy. Năm 1968, do chiến tranh tàn phá, chùa bị sạt mái ngói. Đến năm 1971, Thượng tọa Thích Thiện Bình đứng ra lo trùng tu. Và cho đến năm 1975, việc trùng tu mới thực hiện được 60% theo họa đồ của kiến trúc sư Võ Đình Diệp. Trải qua 137 năm xây dựng và trùng tu, giờ đây ngôi chùa trở nên nổi tiếng nhất Nha Trang với kiến trúc độc đáo và tôn nghiêm, với tổng diện tích chùa là hơn 3.200 m². Chánh điện là nơi rộng nhất đến 1.670 m², được thiết kế kiểu thoáng mát, bài trí tượng Phật rất tôn nghiêm. Chính giữa thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp được làm bằng đồng, nặng 700 kg và cao 1.6 m. Hai bên là phù điêu Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Đây cũng là nơi hành lễ và tổ chức các nghi lễ vào ngày trọng đại, hai ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch hàng tháng. Trước chánh điện là các pho tượng, các bàn thờ tượng Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đặc biệt, trong chùa Phật Trắng đang sở hữu cặp nến to kỷ lục của Việt Nam do Thượng tọa Thích Hiển Chơn tạo ra với cân nặng 900 kg, cao 3.4 m tại chùa An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và được cư sĩ Phạm Nhật Vũ cúng dường. Bên phải chùa, theo hướng du khách đi vào, có đường lên trên đỉnh đồi với 193 bậc cấp. Chúng ta hãy dừng chân ở bậc cấp thứ 44 là để chiêm ngưỡng pho tượng Phật nhập Niết Bàn và bức phù điêu dài 7 m, cao 5 m bằng đá, khuôn mặt chân thiện tuyệt tác, và sau lưng là bức phù điêu mô tả 49 đệ tử túc trực tụ họp. Lên khoảng 10 cấp nữa là Đại Hồng Chung, tháp chuông cao 2.2 m và nặng 1.5 tấn do các đệ tử ở Huế cúng dường cho chùa. Từ chùa Long Sơn có đường đi lên, có đường lớn dẫn lên chùa Hải Đức ở lưng đồi và lên pho tượng Kim Thân Phật Tổ nơi đỉnh đồi. Tượng được xây dựng bằng bê tông cốt thép ngay trên nền cũ của chùa Long Sơn. Việc đúc tượng được khởi công từ năm 1964 và hoàn thành năm 1965 do Thượng tọa Thích Đức Minh, lúc đó là Hòa, hội trưởng tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, và điêu khắc gia Kim Điền thực hiện. Sau khi trải qua 193 bậc cấp, Kim Thân Phật Tổ ngự thiên thuyết pháp,
màu trắng đã hiện ra, tâm thế uy nghi, thư thái giữa nền trời xanh với nụ cười thanh thoát. Tượng có chiều cao từ mặt đất lên là 24 mét, từ đế lên là 21 mét. Phần tượng cao 14 mét, đài sen 7 mét, đường kính đài sen là 10 mét. Xung quanh đài sen, trên mỗi cánh sen của đài được chạm trổ chân dung 7 vị hòa thượng tự thiêu năm 1963 để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm. Trong đó, chân dung hòa thượng Thích Quảng Đức với trái tim bất diệt chắc hẳn ai ai cũng đều biết. Trước Phật đài có cặp rồng chầu hai bên bậc cấp dẫn lên Phật đài, chiều dài là 7m2. Đứng từ xa, chúng ta có thể nhìn thấy tượng kim thân Phật Tổ uy nghi với tấm lòng từ bi đang che chở cho người dân thành phố biển Nha Trang. Chùa Long Sơn hay còn gọi là chùa Phật Trắng là niềm tự hào to lớn của người dân tỉnh Khánh Hòa. Tượng Phật Trắng cũng đem đến lòng tin rằng Ngài sẽ trấn an và tạo nên mưa thuận gió hòa do dân cho người dân tỉnh Khánh Hòa nói chung hay thành phố biển Nha Trang. Tháp Thiên Nghi Thánh Mẫu hay còn gọi là Tháp Bà Ponaga Nha Trang, còn có tên gọi khác là Yangpo Inu Naga hay là Yangpo Anaga. Inu Ana là trong tiếng Chăm, tiếng Ede có nghĩa là mẹ. Là ngôi đền Chăm nằm trên đỉnh núi, một ngọn đầu nhỏ cao khoảng 10 đến 12 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, sông Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngược dòng lịch sử, trước kia, ngôi tháp được làm bằng gỗ. Thờ nữ vương Rakadama, công chúa Tesu Koti hay là Thiên Y Thánh Mẫu, cai trị nước Lâm Ấp từ năm 646 đến năm 653, được vua Prithi India Vangman cho xây dựng lại bằng vật liệu cứng tại Ayana Trang, là Nha Trang, trên một ngọn đồi cao cạnh cửa sông Cái, xóm Bóng, để thờ phượng nữ thần Bhagavati. Tượng được đúc bằng vàng. Đến năm 774, đền Ponaga đã bị quân Nam đảo, tức là đảo Java, Indonesia phá hủy, và sau đó vua Tatavaman cho dựng lại bằng gạch. Đến năm 784 thì hoàn thành và tồn tại cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng đã bị hủy hoại một phần đáng kể. Sau này quốc vương Hari Haman đệ nhất và con trai là ông của ông là Varanata Vaman đệ tam, và sau này có thể đã lần lượt là xây dựng thêm 5 tháp nữa. Tuy nhiên có một số người thì cho rằng tháp đã được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13. Tổng thể kiến trúc của Ponaga gồm có 3 tầng đi từ dưới lên trên, là tầng thứ nhất ngang với mặt đất, là ngôi tháp cổng mà ngày nay không còn nữa. Từ đây còn có những
dấu vết của bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa. Tầng giữa, nơi đây hiện chỉ còn hai dãy cột chính bằng gạch hình bát giác. Mỗi bên 5 cột có đường kính khoảng 1 mét và cao khoảng 5 mét. Ở hai bên các cột đều có cột lớn, còn có 12 cột nhỏ và thấp hơn. Tất cả lại nằm trên một nền bằng gạch cao khoảng 1 mét. Dựa vào cấu trúc này, người ta cho rằng đây vốn là một tòa nhà rộng lớn có mái ngói và nơi để khách hành hương, nghỉ giải lao và sắm sửa lễ vật trước khi dâng lên cúng các đền bên trên. Từ tầng giữa này lại có một dãy bậc thang bằng gạch dốc hơn dẫn lên tầng trên. Tầng trên cùng là nơi các tháp được xây dựng ngay trước mặt ngôi tháp chính. Những bậc thang từ lâu đã không hề sử dụng. Bậc thang bằng đá ong đã nhìn thấy hiện nay ở phía nam tháp bà rộng lớn hơn, được xây vào khoảng thập niên 60 thế kỷ trước do có nhu cầu tham quan gia tăng. Ở tầng trên có hai dãy tháp được bao quanh bởi bốn bức tường đá mà ngày nay còn lưu lại, tường phía Tây và phía Nam. Dãy tháp phía trước có ba ngôi và dãy phía sau vốn có dấu vết của ba ngôi tháp khác. Tuy nhiên, nay chỉ còn lại một ngôi tháp. Chúng chạy song song với nhau, cả bốn tháp còn lại được xây dựng theo kiểu tháp của người Chăm. Gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chắc kết dính. Lòng tháp rỗng tới đỉnh. Cửa tháp quay về hướng đông. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ, đấu. Trên đỉnh các trụ thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như chiếc tháp nhỏ đặt trên một tháp lớn. Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình Ponaga, thần Tenesa, các tiên nữ, các loài thú, nai, thiên nga, voi, sư tử, v.v. Ngôi tháp chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét là tháp Ponaga, mà ngày nay ta gọi là tháp bà, thờ thần Ponaga Uma, vợ của thần Shiva. Tháp bà xây 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình linh vật bằng đá. Ở 4 góc có 4 tháp nhỏ. Bên trong là tượng nữ thần, cao 2,6 mét, tạc bằng đá hoa cương màu đen. Trước đó là gỗ trầm hương và xa hơn nữa là bằng vàng. Ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc của người Champa. Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cỡ ngưu thần năng nghiêng và các tượng linh vật như chim, thiên nga, dê, voi, v.v. Mặt ngoài tường tháp lại được trang trí bởi nhiều hình điêu khắc vào đá như những vũ công, người chèo thuyền, v.v. Cửa chính ở phía đông dẫn vào tiền sảnh. Ở hai bên cửa có hai trụ đá được khắc truyền ký, đỡ một phiến đá hình thuẫn có khắc hình nữ thần Durga đang múa giữa hai nhà công bên cạnh tháp chính. Về phía nam khoảng 20 mét là một ngôi tháp nhỏ và ít trang trí điêu khắc hơn, cao khoảng 12 mét, có thể là tháp thờ thần Shiva. Cách tháp này cũng về hướng nam là một tháp nhỏ, còn nhỏ hơn. Bên trong tháp không có bệ thờ mà chỉ có một linh vật Linga bằng đá đen. Và đây là tháp thờ thần Ganesha, thân người đầu voi, con của thần Shiva.
Ở dãy tháp phía sau có một ngôi tháp tương đối ít hư hại nhất ở mặt Bắc, với mái hình yên ngựa. Kiểu mái này chị thấy bắt đầu ở những tháp vùng Đồ Bàn, Bình Định ngày nay. Sau khi kinh đô được dời xuống từ Mỹ Sơn, Trà Kiệu ở thế kỷ thứ 11, ở tường và những hình điêu khắc khác như thần điểu, Garuda, sư tử, các tiên nữ, Apsara, rắn thần, Naga. Ngày nay, hai tháp khác ở phía Tây Nam và phía Tây đã bị phá hủy. Sự phân bố này làm cho người ta có sự so sánh thú vị với các tháp gạch ở Lui gần Angkor Wat tại Campuchia, đã được xây dựng vào thế kỷ thứ 8. Nhóm tháp Chăm được xây dựng và tu bổ qua nhiều thời kỳ, thế kỷ thứ 7 và thứ 12. Tháp Bà xây dựng vào khoảng năm 813 đến năm 817. Trải qua mưa nắng của thời gian, tháp bị hư hại. Hàng năm cứ đến ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch, lễ hội Tháp Bà đã được diễn ra rất long trọng. Người dân hương, dân hoa, dân lễ vật để cầu mong dân chúng Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung được nắm ấm no hạnh phúc và cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Và may duyên là đoàn của chúng tôi đến đã được chứng kiến ở một cái lễ hội của người Chăm, của người dân tộc Chăm nói riêng và cả nhân dân của khu vực tỉnh Khánh Hòa và các khu vực lân cận nói chung. Viện Hải Dương Học tọa lạc tại số 1 đường Cầu Đá, Nha Trang, cách cảng Cầu Đá khoảng 10 mét. Viện cũng là nơi nghiên cứu khoa học được xây dựng sớm nhất ở Việt Nam, cách nay đúng 100 năm, vào năm 1923. Người Pháp đã khánh thành Viện Hải Dương Học với diện tích là 20 ha. Mãi đến năm 1952, người Pháp đã bàn giao lại cho người Việt quản lý. Viện Hải Dương Học là một viện nghiên cứu cơ bản về hải dương học, tài nguyên và môi trường biển, công nghệ nuôi trồng, nguồn lợi, động thực vật biển, vật lý hải dương, khí tượng thủy văn và động lực biển, và cũng là nơi du khách đến để mở mang hiểu biết về không gian lãnh thổ, tài nguyên và môi trường biển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tham quan. Các cô chú mình di chuyển sang cái mẫu tiếp theo, chúng ta sẽ diễn. Dạ.
vì nó bao bọc bởi một cái lớp da bên ngoài, và khi cá voi con muốn bú sữa mẹ thì ép vào thành bột, thì lúc đó cá voi mẹ sẽ tiết cái dòng sữa non ra. Nhưng mà nói là sữa non chứ không giống sữa non như mình đâu, nó đặc giống như kem đánh răng, và lúc đó cá voi con xòe xòe cái lưỡi uống cong lại và uống lấy cái dòng sữa non đó và lớn rất nhanh. Cá voi con lớn rất nhanh ạ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nữa. Đây, các cô chú nhìn vào hồ mình thấy nó có đặt cái nóc này này.
đây là cá nóc nhím. Dạ. Dạ, cá nóc thì nó lại là loài cá cũng có thịt ngon, nhưng chúng ta không nên chủ quan, chúng ta không nên là sử dụng nó ăn. Bởi vì có một số loài á, tùy trường hợp nó sẽ sinh độc. Có một số là nó có thể không có độc, nhưng con loài nó sẽ mang độc tố. Và hiện nay ở vùng biển Việt Nam chúng ta có khoảng 60 loài, thì trong đó khoảng 20 loài có mang độc đấy. Nhưng mà cái chất độc của cá nóc mình nấu chín đi nữa nó vẫn tồn tại. Bởi vì chất độc của những loài cá này nó không phân hủy trong quá trình đun nấu. Dù có chín đi nữa khi mình ăn cũng gây ngộ độc đấy, cho nên mình phải cẩn thận nó. Còn cái mặt cá này có gai rất nhiều, nhưng mà bình thường những cái gai của nó là đều giấu vào cơ thể hết. Còn khi nào gặp nguy hiểm lúc đó nó nút nước vào cơ thể nó phình to ra thì các cái gai đó nó mới dựng ra. À rồi, còn đây là các cái loài sống ở dưới đáy, tên gọi nó là sao biển. Dạ, mình thấy đây là những con sao biển nè. Đấy, nhưng mà không phải con sao biển nào cũng có số cánh là 5 đâu, có loài có 4 cánh thôi. Đấy, mình nhìn thấy con sao biển này nó có 4 cánh thôi đúng không? Nhìn vào trong có con 5 cánh, nhưng có con có những cánh tay bị gãy, bị đứt đi, nhưng nó vẫn sống. Bởi vì nó là sinh vật có hình thức tái sinh, dù mất đi một bộ phận nào trên cơ thể nó cũng không chết và nó sẽ vong lại sau một thời gian. À, còn đây là con hải sâm hay còn gọi là con đĩa biển. Đấy, cái con màu đen này này. Còn bên trong có cái con mà có tua tủa gai, đó là cầu gai hay còn gọi là con nhím, con nhím biển. Dạ. Dạ, con nhím đen hoặc là con nhím biển là đó luôn. Đấy, đây là sao biển này. Nhưng mà con sao biển cái miệng của nó nằm ở giữa đây này các cô chú ạ. Nó có cái miệng bí xíu thôi, nhưng mà gặp phải thức ăn lớn con miệng rất nhiều nó vẫn ăn được. Bởi vì lúc đó nó sẽ nôn cái dạ dày của nó ra bao lấy thức ăn rồi tiêu hóa dần. Còn gãy cánh tay nào nó mọc lại cánh tay đó. Sao biển này nó ăn cái gì? Dạ, sao biển nó ăn những sinh vật sống ở dưới đáy. Dạ. Phiêu sinh vật. Dạ. Rồi, còn bây giờ đây chúng ta còn thấy có cả loại cá trong bộ phim hoạt hình, đó là cá Nemo. Đó là Nemo màu đen, còn vừa rồi mình thấy là Nemo màu đỏ. Hiện nay đây là một cái loài cá thiền hài nhân học đã cho sinh sản thành công. Dạ, đấy là cá Nemo đấy ạ. Đây. Và còn đây nữa là chúng ta sẽ gặp có những cái bạn tôm nó kích thước rất lớn. Đây là tôm Alaska. Đây là loài tôm có kích thước lớn nhất trong họ nhà tôm. Với hai bản tôm mà chúng ta xem đây, ở đây chưa gọi là to lớn nhất, nhưng đây là hai bản tôm có màu sắc hiếm gặp nhất. 30.000 triệu con thì mới có một con có màu sắc như thế này. Dạ, đây là con tôm có màu đỏ cam và một con nữa là có màu xanh ngọc bích. Nhưng đây là những bản tôm có hiện tượng đột biến gen. Dạ, và hiện tại là màu sắc này rất hiếm gặp. Và cũng không, loài tôm này cũng không có ở Việt Nam mình, nó chỉ có ở những vùng biển rất lạnh thôi. Chứ còn vùng biển nhiệt đới như Việt Nam là không có loài tôm này. Và trọng lượng của nó có thể đạt đến 20 kg. Còn đây là con tôm có trọng lượng 4 kg, hơn 4 kg, và một con là hơn 2 kg thôi. À, bây giờ tiếp tục nữa các cô chú, ở đây mình thấy có những cái dạng giống như bông hoa, nhưng mà nó là động vật đấy, chúng ta gọi là con san hô. Đây là san hô còn sống đấy. Đây là những cái loại san hô mềm, và hiện nay đây là những dạng san hô được Viện Hải Dương Học đã nuôi cấy thành công, đã nuôi trồng thành công ạ. Đây là dạng san hô, nhưng mà có những cái hình dạng giống như là những cái bông hoa, và mỗi một cái sợi mà mình thấy đung đưa đó là một con đấy. À, đây là san hô. Đây là một di chuyển vào đây ạ. Dạ, trước mặt mình đang tham quan đó là đàn cá chim trắng. Đây là loài cá chúng ta cũng rất hay thường gặp. Dạ, đây là cá chim, nó là loài cá chim trắng. Và hiện nay nó là những loài cá mà hiện tại người ta cũng ở các ngoài, các cái đồng địa nhà rất là nhiều. Đó là loài cá có thịt ngon đấy. Đây là cá bún và cá chim, nhưng mà tên nó là cá chim tai tượng. Rồi, bây giờ mình đi thử hẳn vào đường hầm để tham quan nữa. À, bây giờ đó chúng ta sẽ tham quan một cái nơi mà sẽ không chỉ có ở bảo tàng Hải Dương Học thôi, còn ở những bảo tàng khác sẽ không có một cái không gian như thế này. Chúng ta sẽ được tham quan đường hầm dài đến 120 m, và đường hầm này là đường hầm đi xuyên qua núi Bảo Đại. Đây là núi Bảo Đại hay còn gọi là núi Cảnh Long. Trên đỉnh núi ngày xưa có lầu Bảo Đại, thì ngày trước vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương đã chọn nơi này là nơi nghỉ dưỡng. Và bên dưới đỉnh núi, dưới chân núi, trên đỉnh núi là lầu Bảo Đại, nhưng dưới chân núi là đường hầm đi xuyên qua núi mà hiện nay chúng ta đang đứng tham quan.
Và trước đây đường hầm này rất là nhỏ bé, nhưng mà hiện nay nhờ sự đầu tư của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam cùng với Bảo tàng Hải Dương học đã mở rộng cái đường hầm này với chiều ngang từ 8 đến 12 mét, chiều cao hơn 5 mét. Bên trong đường hầm là có nhiều loài sinh vật. Đầu tiên là đây là những loài có kích thước lớn được đưa từ biển Trường Sa về. Đây là con trai tai tượng, có trọng lượng là 145 kg, nhưng hiện nay ngoài biển có con lên đến 300 kg. Rồi còn bên cạnh là có những con cá Nemo. Đây là cá Nemo thật trong bộ phim, nhưng đồng thời nó là những bản cá được Viện Hải Dương học đã cho sinh sản thành công. Còn cá bé mẹ là người ta đưa giống từ quần đảo Trường Sa về để cho sinh sản đó. Rồi bây giờ các cô chú di chuyển tiếp, mình sang bên cạnh là mình sẽ gặp có loài cá hiện nay có giá trị kinh tế. Đây là cá mú. Đấy, mình đang tham quan đó là loài cá kinh tế. Nhưng mà hiện nay đây là bản cá mất có 20 kg thôi, chứ ngoài Trường Sa có những con lên đến hàng trăm kg. Đấy, đây là loài cá có trọng lượng kích thước to lớn á. Còn đây là cá mọc, nhưng mà đây là cá mọc với trắng lúc nãy mình thấy ở trong cái hồ cá mọc lúc nãy rồi đấy ạ. Và vào đây chúng ta sẽ tham quan một cái mẫu cá mọc lớn nhất hành lang. Đây là mẫu cá thương sông. Đây là bản cá có chiều dài đến 24, trọng lượng là 70 kg, được ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa đánh bắt ở tại vùng biển Trường Sa vào năm 2011. Đây là cá thật đấy ạ. Mình đang tham quan đó là cá thu mình thường hay ăn đấy. Nhưng mà cá thu mình thường gặp ở nhà là những con có kích thước nhỏ thôi. Còn đây là bạn cá thu có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đấy, hiện tại đó là cá thật nhưng người ta bảo quản trong hóa chất. Đây là dung dịch phóc lên. Dạ, không có cái con cá thu nào cái mỏ dài đâu. Dạ. Cái kim mỏ không? Rồi còn bây giờ đây mình bên trong mình thấy có cái bản cá màu xanh, đó là cá Dory trong bộ phim Nemo. Đó là một trong những loài cá cảnh mà đồng thời nó cũng là loài cá có nhiều ở tại vùng biển Trường Sa. Hiện bên trong có những cái bông hoa đang cử động, đang đung đưa, đó chính là cơ thể của những con san hô khi đang còn sống. Đây là một cái rạn san hô thu nhỏ gần giống như một rạn san hô ở Trường Sa. À, còn đây là cầu gai này, các cô chú nhìn thấy đây là con cầu gai đen, hay còn gọi là con nhím đen. Các người quen được chút xíu nữa chụp hình chút. Nemo đột biến nữa thì mình di chuyển tiếp vào bên trong hồ nuôi này mình tham quan nữa. Đây là cá nâu, đây là cá nâu.
Bên trong hồ nuôi là có đàn cá Nemo đột biến này. Đấy, nhà mình thấy những cái bản cá Nemo rất là đẹp đấy. Thì hiện nay đây là đàn cá được Viện Hải Dương Học đã cho sinh sản được. Đấy, cá Nemo nhỏ nhỏ mình thấy màu sắc rất là dễ thương vậy đó. Rồi, còn bây giờ tiếp tục di chuyển nữa là mình sẽ thấy hệ sinh thái cò biển. Ở đây mình sẽ gặp có cả có cả những cái loại tôm hoặc là những con cá ngựa nữa. Cá ngựa này các cô chú thấy nó bám ở trên kia. Đấy, ở trên đấy, ở trên cái cây cỏ đây là cỏ mít. Đấy, còn đây chúng ta cũng thấy này, nhưng mà mình để ý những cái bạn cá ngựa nào mà có cái túi trước bụng thì mới là con đực, còn con không có túi là cá cái. Nhưng cá đực có túi và dùng chiếc túi đó để ấp trứng nuôi con thay cho cá cái. Đến mùa sinh sản, cá cái sẽ kề bụng vào túi cá đực để đẻ trứng. Sau khi đẻ trứng xong, bà cá cái kia không hề ấp trứng, và lúc đó cá ngựa đực sẽ khép miệng túi lại. Ấp trứng khi nào đỡ thành con thì tiếp tục là ông bố chăm con. Đấy, chăm con khi nào con lớn lên thì cá bố mới là ông bố sinh con. Dạ. Còn cá ngựa cái chỉ là sinh trứng thôi. Dạ, đấy mình thấy cá ngựa đang bơi ấy, cái con đang bơi đó là con cái đấy, còn cái con mà quấn đuôi vào trong cái cổng thì sợ cỏ bên trong đó là con đực. Dạ. Rồi bây giờ tiếp tục nữa mình di chuyển nữa. Ở đây còn có những cái loại loài cá kinh tế sống ở vùng biển khơi. Đây là cá hồng lan và đây là cá khế. Dạ. Con san hô. Cái nào ạ? Đây là san hô còn sống ạ. Đây là con san hô. Chúng ta nhìn thấy ở đây là san hô đang còn sống hết ạ. Đấy mình thấy nó đung đưa cử động đó, nhưng mà không phải là một con đâu ạ, mà đó là một tập đoàn rất nhiều con. Mỗi con có một chấm nhỏ thôi. Đấy, bây giờ mình nhìn thấy bên trong rất là nhiều các loại san hô đang còn sống. Hiện nay đây là những cái loại san hô đang còn sống, còn khi nó chết đi chỉ là những cái khúc xương để lại như thế này thôi. Đó. Ở đây có những loại san hô mềm. Đây mình thấy nó đung đưa cử động, đây là cũng là san hô đang còn sống đấy. Đó là động vật chúng ta gọi là con. Đấy, san hô nó không phải là cái cây đâu, mà san hô nó là con vật. San hô nó là động vật. Rồi bây giờ còn có nhiều loài cá trong hồ này, có rất nhiều các loài cá Nemo. Hiện tại có những loài cá Nemo đen này, Nemo màu hồng này, và có Nemo màu cam, màu đỏ nữa. Và đặc biệt vừa rồi chúng ta được xem đàn cá Nemo đột biến nữa. Rồi còn bây giờ tiếp tục nữa là chúng ta tham quan những đàn cá mập con được cho sinh sản tại hồ nuôi lúc nãy. Bây giờ mình sẽ tham quan những bạn cá mập con ở đây. Nhà đây là cá mập vây trắng. Ở trong hồ này có hai đàn cá mập, đó là cá mập vây đen, mình thấy đang bơi trên đầu mình đây này. Đấy, các cô chú thấy không? Đó là đang là cá con rồi, chứ nó sẽ còn lớn nữa. Và hiện đây là những bạn cá mập được Viện Hải Dương Học cho sinh sản thành công từ những con cá mập bố mẹ lúc nãy chúng ta vừa xem. Hiện nay mình tham quan trong hồ có cá mập vây đen, cá mập vây trắng, và đồng thời có cả cá núi ở đây nữa. Cá núi là họ hàng với nhà cá mập, bởi vì cá núi cá mập đó có đặc điểm là cái bộ xương của nó là bộ xương sống. Rồi bây giờ mình di chuyển này. Cá nhắm vòi nó cũng là một họ với cá mập. Ở trong tủ có cái mẫu bạch tuộc đứng xong, đó là mẫu bạch tuộc rất là độc.
Dạ, đây là các loài người ta dùng làm hàng mỹ nghệ. Dạ. Dạ, đây là những cái mẫu đã chết rồi, đây là mẫu thôi. Còn đây là cái mô hình về bãi để của rùa biển. Hiện nay Việt Nam chúng ta có 5 loài rùa biển. Và trong tất cả các loài rùa biển đều có hình thức sống và sinh sản gần giống nhau. Tất cả những con rùa mẹ khi đến mùa sinh sản nó sẽ tìm về cái nơi mà nó sinh ra. Nó tìm một bãi cát thích hợp, di chuyển lên bãi cát để đẻ trứng. Lúc đó chỉ có rùa mẹ mới di chuyển lên cát để đẻ thôi, chứ còn rùa bố không đâu. Lúc đó rùa mẹ dùng cái vai bơi sâu đào hố đẻ trứng vào trong các hố cát. Mỗi lần đẻ có thể đẻ đến hàng trăm quả trứng. Sau khi đẻ trứng xong, đắp cát lại giống như đắp cát, rồi sau đó tiếp tục hành trình quay ra biển để sinh sống. Những trứng rùa giấu trong cát thời gian khoảng hơn 50 ngày thì nở ra những bạn rùa con. Lúc đó rùa con sẽ tự quay cát lên, cảm nhận ánh sáng, hướng gió và từ trường để quay ra biển sinh sống. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì tỷ lệ sống sót của rùa biển rất ít, bởi vì trong quá trình nó phiêu bạt ở ngoài biển, nó sống ở ngoài biển thì nó lại làm mồi cho rất nhiều các sinh vật khác. Trên khi đến tuổi trưởng thành thì cái tỷ lệ sống sót của rùa biển rất là thấp. Đây là năm loài rùa biển có ở Việt Nam. Đầu tiên loài có cái nước to lớn nhất là rùa nha. Loài thứ hai, lớn thứ hai đó là con gấu. Loài chúng ta là rùa xanh và con vích. Đấy, con rùa xanh là con lớn kia, và đây là con vích. Và loài đẹp nhất đó là bồ bồ. Đó là loài có mái đẹp nhất, là ngày xưa người ta sử dụng cái mái của nó để làm ra hiệu tính đẹp đấy. Dạ. Dạ, tất cả đều là mẫu thật hết, ở đây không có mẫu giả đâu. Dạ. Dạ. Rồi, còn bây giờ đây là rắn biển. Đây là những cái loài sinh vật quý hiếm, chúng ta không được tiếp xúc nó. Dạ, với rắn biển thì bình thường nó hiền lành, cho nó không chủ động tấn công người. Nhưng khi bị kích động hay là hoảng sợ thì lúc đó rắn biển có thể tấn công. Nhưng khi cắn thì cái lượng độc của nó so với rắn trên cạn gấp 10 đến 20 lần, nó độc hơn rất nhiều. Đấy. Và rắn biển thì nó là loài rắn có nguồn gốc từ rắn trên cạn di cư xuống biển để sinh sống. Nhưng để sống được dưới biển thì rắn dưới biển đó, nó sẽ khác với rắn trên cạn mình. Là rắn dưới biển cái đuôi của nó không tròn mà đuôi của nó bị dẹp. Đây nè, nó của chúng thấy không? Nó biến đổi thành cái mái chèo để nó bơi. Còn nếu rắn trên cạn thì cái đuôi đâu đó nó sẽ bị tròn. Đó. Rồi ngoài ra, cái răng của rắn biển á, nó rộng hơn, nó chứa cái lượng độc tố nhiều hơn. Và khi cắn á, cái lượng độc tố nó tiết ra có thể giết trên 10 người rồi. Đấy, cho nên với loài rắn biển chúng ta tổng hợp. À, bây giờ ở trên phòng cũng là có những phẫu thuật như này thì các cô chú mình có đứng xem của phòng này mình lên phòng 2. À, trên phòng 2 cũng là các đứng lên kính nha, đứng lên chỗ kính luôn đi. Nữa, đứng lên chính giữa đi. Rồi. Nó có chút tí nè, mình nhờ mình quay mình gom lại mà nó đó nó quay cùng đó nó nướng mà đâu nó thằng mấy con này nè, nó như con sâu vậy nè, như con dung vậy nè. Ừ, nó như con dung vậy nè. Gì vậy? Cái khu chỗ mình không nên tắm mà xuống dưới này tắm.
Thank you.